so Trung tạc tính lại Pome mẹ Pinong, mấy Pinong bấm văn chương trình quam khảo mở Sápét bét cả bần song bì sòng băn xa xí không, đài phát thanh truyền hình Sơn Hà của chương trình mơ ni xung khỏi chi trên họt Pinong bưng quam khá sức hàng. Tên cầm mở xác chết Cầm Vân sam, đồng chí Nguyễn Hiệu Đông, ủy viên ban chấp hành trung đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng mú đại biểu quốc hội tỉnh, trưởng ban ủy ba cầm phong mầm hút khẩm tỉnh, cầu ủy ba phiên họp thứ pét, khòng ban ủy ba nhận danh lăng thì viện dệt quần quý nương pì sòng pan cho sĩ, cảnh san là viện tài quyền, trung hợp phiên họp với đồng chí Ló minh hùng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, phủ ủy ba vụ địa phương hưng, ban nội chính trung ương, thành viên ban ủy ba cầm phong mầm húp Khẩm tỉnh cuồng quý nưng bị sóng bắt bày sao xí bàn uốn pa cầm phong mảm húp khòng tình cỏ chờ chuồng hở bàn thường vụ tỉnh ủy tài ngõ chỉ hai chớp năm quan khót nàng khòng bàn uốn pa trung ương mà cầm phong mảm húp vậy uốn pa vương tàng toàn bàn cán sự đảng đảng ủy trực thuộc vương cơ quan tần vị trên báo chớp năm khải vương bảng họp khòng thưởng trực bàn uốn pa tỏi tắt bùn bàn uốn pa có báo quan ẩu sòng chú phìa ó khói bàn uốn pa làm thế kẻ khải túm ten chu án nừng chu phiền nừng sở bàn uốn pa làm le uốn pa kẻ khay cơ quan thường trực phòng bàn uốn pa có cát kiên cấp bưng thành thành viên chào chuồng làm le đề nghị túm ten bưng chu án chu phiền sửa ó bàn uốn pa làm le kẻ khay áo ó khói sành sách làm le uốn pa đối cấp bưng chu án chu phiền kẻ khay leo dệt leo xong chu làm le việc quần chấp năm bưng luông bùn nghị quyết không tàng, mang hà việc cầm phong mảm húp, đội cấp đảng ủy sở nội vụ, cánh đảng ủy sở kế hoạch cánh đầu tư. Kiểm tra việc chấp năm quan khót nàng số ship bị sòng bắt phải ship hốc bộ chính trị, ma sướp tạm chấp năm nghỉ quyết trung ương xàm, khoa ship, ma tủm vua luông quần ba tàng, đội cấp nạp việc cầm phong mảm húp, nhằm bường, đội cấp bàn thường vụ huyện ủy sốc côp tăng xong bưng thành viên bàn uốn pa còn làm phép bưng côn bưng chu phìa mi huống pan sửa ó ban thường vụ tỉnh ủy huyện ủy quản lý minh uống pan họt bưng phí thứ cuồng pưng chú án uổn chỉ bưng huyền kẻ khay cán bộ đảng viên phí thứ toi tắt bùn tủm pua phía sáo hù, kẻ khay đối cấp bưng chú án chu phía sữa bàn uổn pa làm le nàng viện họp bàn uổn pa có phăng báo cáo cánh hôm qua sở pưng nả phía nuống pan họt, lang tỷ thành trà ma nả phía bo nghe sữa chương trình luông bùn hơn mương lang tỷ kẻ khầy đối cấp bưng chu vịa, chu án sữa, bàn uốn pa nằm le phát biểu nàng phiên họp đồng chí bí thư tỉnh ủy nguyễn hữu đông yêu cầu bàn nội chính tỉnh ủy sướp tạm to hôm ẩu bưng quan vai van dệt xăm hẻo bưng sử thảo báo cáo sướp tạm trợ chuồng hở trưởng bàn uốn pa tít tần kiểm tra làm le việc kẻ khầy bưng chu án chu phía sữa, bàn uốn pa làm le tọp hôm bưng khủ nhân xả cha khát khỏng báo cáo thường trực bàn uốn pa toi tắt bùn Tường Châu, mở Sa Chết Cẩm ơn Sam, đồng chí Lo Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Đoàn Pa tỉnh, mã viện chấp năm lục bùn Trừng Piêng nặng cơ sở, cầu uốn pa bằng họp nhận danh lăng đi nạp viện Quý Hưng trên báo nạp viện Quý Sòng Pi Sòng Pan Sa xí, khoảng Ban Đoàn Pa cánh trên báo Sa nạp viện quan trọng ớn, chấm họp mi bưng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng dân bưng tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cánh bưng thành viên Ban Đoàn Pa Cuồng quý nưng ban uốn ba tỉnh chấp năm nông Bùn, trần piêng nặng cơ sở có trao chuồng các bàn thường vụ tỉnh ủy đánh óc chỉ thị mà tổng pua luôn uẩn ba khòng trù các ủy đảng sức tạm nho dùng lang đi về chấp năm nông Bùn, trần piêng nặng cơ sở nặng cuồng tỉnh tùm buôn Lào cánh tay ngót nông bùn dệt vỉa không bàn uốn bát tình tay ngót chết phú triển lai, uồn ba trăm năm nông bùn trồng peo nặng cơ sở tay ngót sàm phú nông bùn ba trăm năm trồng peo nặng cơ sở bàn vỉa hờ bưng đồng chí thành viên bàn uốn bát tình cánh bưng cơ quan thường trực tiểu bàn trôm hạp sáu hù nàng quam cài bưng bảng họp cán bộ công chức viên chức côn dệt vỉa bị sóng pan xa xí cài sáo hù, bưng đơn vị có nhận vào trăm năm tỷ bưng lông bùn không hương khòng luật trăm năm trần piêng nặng cơ sở chủ xã phương có trăm năm tỷ lông bùn bón điều lông khay nặng bón nhằn cánh khườn triển lai khòng ủy ban giám mức cấp giá hộ phân nho sùng lang đi việc kẻ khay triển lai hành chính từng dàn nho sùng luông sống chờ khòng dần hương phát biểu đốc môn bảng họp đồng chí lo minh hùng đề nghị bưng thành viên bản uẩn ba sức tạm trên báo nho sùng luông thống hủ trách nhiệm khòng bưng tổ chức quần cá chuông chính trị lớn xưa lò phuồn ba cán bộ đảng viên cánh trù thành lẫn dần hương ma tăng trần piêng cánh chép năm piêng. chấp năm trần piêng trên báo trăm năm đi nghị quyết số xí xếp giảm bị sóng văn sao giảm không bản chấp hành trung ương đảng khóa xếp giảm cánh lung bùn số hoa hương cầu xếp chết vì sóng văn sao xí không bàn thường vụ tình ủy ma bánh khay ngân lang luông hanh không luông cả sản tách lại dần mương tặng tánh hơn mương nhường mười nhường yếm po ốm ình cạt kiên chấp năm trần piêng chấp năm nghị quyết trung ương sĩ khóa xếp dòng khóa xếp giảm nho sùng hanh uẩn pa hanh tó sôn khòng tổ chức cơ sở đảng nặng đảng bộ xã phương thị trấn cạt kiên các tổng pua chuông chính trị hàng cơ sở sức tàm biến máu việc dệt không mặt trận tổ quốc cánh vưng tổ chức chính trị xã hội vưng hồi nặng bản khuống, tổng pua làm le trên báo chấp nắm đi nả vỉa đầy bàn uẩn pa trung ương bàn thường vụ tỉnh ủy thường trực tỉnh ủy giao hở Tên cầm mừ sao chết cầm ơn xàm, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban giám ứng tỉnh, trưởng ban ồn ba cầm phong mải tế, cánh cứu cho tròn hàn tỉnh, cầu ồn ba bằng họp nhận danh lăng lý vỉa dệt bì sòng băn cho xàm, trên bán nà viện cuồng bì sòng băn cho xí, khổng bàn ồn ba. Trong họp với đồng chí Nguyễn Thành Công, phó chủ tịch ủy ban giám ứng tỉnh, bưng thành viên ban ồn ba khổng tỉnh, bằng họp đầy trên cái phong máy, họp bưng huyền thành phố cuồng pì cải ma bạn uốn pa cầm phong phách mày cánh cứu cho tròn hàn không tình còn năm tòi nả việt để rào bánh khải ruông hanh không vững thành viên bạn uốn pa cuồng nả việt chờ chuông hở chủ tịch ủy ban dân mương tình uốn pa chớp năm nả việt quản lý hơn mương ma cầm phong phách mày cánh cứu cho tròn hàn Cứ đẩy lại lăng tì lượn xưa lò nả việt trên báo bó sòn không mương cánh luông hồ xiêng ma cầm phong phách mày cánh cứu cho tròn hàn hôm phân nho sùng hương thổng hủ hù, hùa chờ chấp năm khong mương ma cầm phong phách mày cánh cứu chờ cho hàn không dần mương nàng cuồng tình tỷ dòng văn bảy sao sàm cá tỉnh cò cướt sình ó hà chu phách mày cốc bài mi ó phách mày lò Pưa, chập tiền ma hạ Việc cứu Trò cho hàn chủ mũ cảnh sát cầm phong phách mày cánh cứu chờ cho hàn cò cứu choi xíp sàm chu Trọn hàn tòi nhãn xanh việc cứu chờ Trọn hàn cò mi xương lừng khẩn ma số chu diệt hài, cánh nhường mử nhường hòn hơn xưa tỏ nhãn danh việc cứu trợ tròn hàn có mi xương lớn khẩn ma số chu diệt Hải, cánh nhường mử nhường mi ót lại khù phứt cha cá tình có tánh ó tủm pua sòng pan sòng hoài xí xít chết, chết đổi dần phòng cáp cài sao pet pan hà hoài đổi phiền tít tần Tánh ó tủm pua Chị áo hòt xíp sàm pan hà hoài đổi cơ sở sàm đổi cầm phong phách mày chuyên ngành phát biểu nàng bang họp đồng chí trưởng bàn uốn pa cầm phong phách mày cánh cứu cho chân hàn không tỉnh cò sừng nhỏng bưng lang tì không bưng sờ bàn ngành toàn thể ủy ban dân mương bưng huyện thành phố cử đẩy cuồng gian trong cái ma cuồng nả việc, cầm phong phách mày cánh cứu cho chân hàn tăng sòng đề nghị bưng cơ quan tần vị địa phương giúp tạm uốn pa chấp năm lang tì bưng tắt bùn không không mương mát nả việc, cầm phong phách mày cánh cứu cho chân hàn tủm pua luông hanh trách nhiệm không cốt diệt cốc không bưng tần vị cuồng nả việc kiểm tra việc chấp năm nả việc để rào, man nả việc cầm phong phách mày, cánh cứu cho cho nàn. Tùm pua khải ốc bưng chu tập tư, bưng luông bùn cầm phong phách mày, cứu cho cho nàn, mi luông cạt kiên khỏng này trùm mũ, trôm hạp, nặng cá cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã. Bộ gia nỉ, đồng chí chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh còn nhôm sòng băng khen hàng sĩ tập thể, cánh chết côn, cử đẩy lang tì, cuồng chấp năm há phong cánh thì, tanh hải dần mương cầm phong phách mày, cánh cứu cho cho nàn, bị sòng băng bày sau sàm tên cầm mử sau chết cả mật ủy ban giám mức tỉnh có khai bằng họp sơ kết chấp năm chính sách nhòng nho dò mướn cốc mà về qua in phòng bàn ha nàng công tỉnh tại nghị quyết số hoài nừng giáp bét mử cả mật sòng pì sòng băn sao khỏng hội đông giám mức tỉnh trung họp mỹ đồng chí nguyễn thái hưng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ tịch hội đông giám mức tỉnh đồng chí nguyễn thành công phó chủ tịch ủy ban giám mức tỉnh thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quận ba pưng sở ban ngành tỉnh cánh pưng huyện thành phố ngày làng chơi nghị quyết số hỏi nâng SAPET bét vì dòng con phải sao đẩy tống báo trụ sở bàn ngành không tỉnh cánh chủ huyện thành phố có tùm mua trên báo họt bưng doanh nghiệp hợp tác xã dòng ngân cốc mà pè dần dần ha dần vì dòng con phải sao dòng văn sao sàm cá tình có tròi dừa sao tỷ hà hoi trường mằn hở sàm hỏi sàm xếp hốc và tổ chức doanh nghiệp mà pè chưa xiềng khai quảng về dần dần cho dừa tỷ nâng sĩ hỏi trường mằn hở hà hợp tác xã dòng ngân cốc dệt sóc bài tăng ma mường phá chuông máy bao năm phải dòm nạp hot mét mưa sàm xếp hết cam bừa sàm pì sắm bắt sa sàm ngân nở hà củ đối các việt dưới dần hải na phòng bản ha nặng cuồng tình lò sao sòng păn hỏi nâng pet xếp bóc tìm hẳn to hà xếp bóc về dí phân hỏi số ngân nở hà củ cuồng hẳn ngân nở tín dùng đối các bưng côn tòi nghị quyết lò xí bắt sòng hỏi hốc xíp sòng tìm hẳn cắp sòng hỏi bày sàm xếp khai hang nọ bắc lăng thì cờ đầy phía trong năm nghị quyết hỏi nâng sắp hết vì dòng quan phải sau nhăng san khổ ra chắc khát khẩm xương số doanh nghiệp hợp tác xã đầy cho dừa hết lại riêng huyện quỳnh nhai hết trăm năm đầy cho dừa hợp tác xã doanh nghiệp san hạ vệ hết đầy cho dừa xương vía cho dừa phùi bằng ngân mà hở củ ngân cốc tòi dự án dòng ngân cốc dệt dần hải na phòng bản na mà pe cát kiên dệt dần khai trương hai xuân dòng hơn cốc hở bưng cơ sở hiểm hiền chế biến trường hai cổng la té nằn bưng huyền thành phố đề nghị hội đông dẫn hương tình bấm danh sỏng bành san hà vịa khòng nghị quyết nhằn bao chấp sồm các phía dây tè đối với các cái hợp tác xã về chính sách trang trại và ma tăng chính sách tròi dừa tánh ót chàng trải cánh có kín má tắt bùn xương sư hở cho sồm gión té ship hecta lông hecta hưng bà công té, hạ xếp công táo khừn, biến sở, hỏi nương công. Phát biểu nặng bằng họp đồng chí Nguyễn Thái Hưng vào nhận, cài về trên báo trong năm nghị quyết hòa nâng sắp hết, nhăng bỏ san khủ, giả trác khắt khỏng, hệ đầy lang đi, chăm trăm linh vaccine việc sơ kết tổng kết nhăng hay đẩy lợp tăng việc kẻ khay pưng nả về nhân khỏng huống đồng chí chủ tịch ủy ban dân mức tỉnh đề nghị ủy ban dân mức tỉnh quần ba cơ quan soạn thảo tập hôm sòng bành nghị quyết cuồng nằn trăm năm đi nả việc tòi quam khót nàng số bắn hưng bày hốc xếp bết, vì dòng bắn xa xí không bàn thường vô tình ủy nàng chu dệt việc các bàn cán sự đảng ủy ban dân mức tỉnh ma vỉa mã pe dân hai na cánh phòng bản ha Luân Pùn dự thảo nghị định không chính phủ biến xìa nghị định hà xếp chết vì dòng băng xếp bét không chính phủ mà tăng Luân Pùn chính sách nhỏ nho doanh nghiệp dòng hơn gốc mà Pê, dân dân hai na phòng bản ha tùm po sở sàm nhóm nà vía chính. Nếu như trong cái 128 đối cấp phương nà vía Báo Chọp Xồm, hư tẩy ừ. làm he sổ sàm thì... cánh phát thì... Xìa, nhóm thứ xong và hiền lang Đi, này... lang Đi, hết tẩy sung tư cân tẩy phòng trà sữa mẫu. nhóm thứ 3, lò nhóm bưng nả viêm máu cân tẩy tướng ten Phát biểu đốc môn bằng họp, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban dân mức tỉnh, đề nghị Sở Nông nghiệp Cánh Mạ Pè Bản Ha, Uẩn Pa Cạt Kiên các bưng sở bàn hành không tỉnh, Ủy ban dân mức chủ huyện thành phố, làm le, nhằn xanh khả khỏ bưng lăng đi cơ đầy, bưng giả cha khỏng nuống, té nằn, tinh khửn về sòng bành, tướng ten nghị quyết số hoa nâng sắp đối các bưng nả vỉa mở đầy tùm po ngắm bùn sòng bành tướm tên chính xác cho dừa đối các vỉa mả pè dây dần hay na sủ công nghệ sùng dây dần hay na đắc ngon dây dần hay na tỏi luông hữu cơ tặng tánh vưng bón cạt kiên dây dần tỏi luông mặn hà Tần Châu, mười sát chết cả mật sàm, đồng chí Trắng Thị Xuân, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Sớm Tỉnh, có bài kiểm tra siết 2, bộ phồn máy hấp tốc, lôm pín cầu diệt ó nặng huyền sốc cộp bom bài mi phủ quần pa san Sở, ngành không tình cánh huyền sốc cộp còn năn, mười tinh cầm mười sắc sòng cầm bật sàm nằng huyền sốc cộp có mía phốn mới hết tốc lôm lao dệt bư tiếng hung cánh hắc bé bắt nừng hỏi nừng sàm ship làng hơn, cánh hà tiềm trương diệt hài, hốc hách phát hòm nằng xá nằm lành cánh diệt tài túng quá nừng nằng xá mương va pet bón mi cò mày hắc lông diệt núng pan hoạt vẹt bày ma nằng tăng lồng tỉnh hỏi nừng bày hà hộp tinh mít số hơn diệt hài, danh tính cài sòng tìm hằn làng chơ mỹ ốc phồn hôm huyện sấp cột của quận ba Pương xá chùm mù nuộc ban tròi dừa dần mương hòn khưng thoát kẻ dạ cha bưng Trương ép có hòn khưng cặt kiên cấp ủy ban dần mương Pương xá toàn tam Pương điểm trương Chúp diệt hay lằng trước bài kiểm tra viện diệt tè nàng xá mưng leo cánh mưng pha đồng chí tráng thị xuân nhận danh sùng luôn hòn khăng khổng cấp ủy chính quyền huyện sóc cộp cùng nào viện uốn pa kẻ khay bưng khù dạ cha lằng trước phồn hôm bòm hẳn đề nghị huyện sắp cộp xếp tam nếu chưa bưng chùm mú hòn khăng kẻ khay diệt hay nhận bao cốc ngân xính khòng chuồng hong viện bỏ cánh ép khòng hơn trương trâu nhận bao đế kinh sú hở dân hương chuốc nuông pan tướng Châu, mử sát chết cầm mật sàm bộ y tế có cạt kiên các bộ nông nghiệp cánh mà pè bàn ha khải phòng họp triển cái phóc máy cạt kiên là hình hành tủm buôn hạ viện cầm phong bức tăng bình pet ban té tổ sắt, ma sáo phủ côn pì sòng pan cha sĩ chôm họp nặng năm máy tính tỉnh sơn la mi phủ quận ba sở y tế cánh san sở ban hành không tỉnh nàng bằng họp mũ đại biểu có đại phong báo cáo lang tỳ ma nả việc cầm phong bưng tàng bình pet Ban, té tổ sát ma xã phủ côn bị sòng văn Bài sao sàm cánh sòng vườn hòa bị sòng văn Bài sao xí san báo cáo quan sổ sàm khỏng san tình mi xương chim hiếu bình tang sòng tành óp bưng luông bùn vây tủm buôn nả việc cầm phong bưng tàng bình pet Ban, té tổ sát ma xã phủ côn bộ y tế cánh bộ nông nghiệp cánh mà pe bản na đề nghị ủy ban dân mương bưng tỉnh thành phố uẩn pa bưng tần vị địa phương trên báo chấp năm tục po pưng luông bùn cầm phong bình tại uẩn ba khổng thủ tướng chính phủ bộ y tế bộ nông nghiệp cánh mã pe bản na tăng sòng nếu chưa luông chôm hợp khổng pưng bàn ngành toàn thể pưng tổ chức chính trị xã hội đối cấp nà vịa cầm phong bình pet ban vòng chờ họt pưng bình pet ban té tổ sắt ma xã phủ côn sòn xếp phải hơn chuồng hong pưng vịa dệt cầm phong bình vậy bảy trừ bạc khanh hà dần mương bảy trừ tổ tảnh hiền nhận bào cung cấp nhằm nhớ đầy tiếng an hôm phân tẹt tiền tới kiến chú sản mương. Tuần trâu mười sát chết cầm bàn sàm, vụ trời lại châu Âu châu Mỹ, bộ công thương có mát diệt vịa cấp sở công thương tỉnh Sơn Hà, mát vịa tròi khai bưng tăng trường, mi lô hành khẩm tỉnh Tây Bắc Nọ, trung hạp chu diệt vịa, nhăng mi tập đoàn Central Retail Việt Nam, thường vụ Việt Nam nặng vương nọ, phủ uốn ba sở công thương, sở nông nghiệp cánh mà Pè bàn ha, cánh san doanh nghiệp nhà ước khẩm tỉnh nàng chú diệt vịa uốn ba sở công thương tỉnh sơn Hà, có biết bánh mắc vịa diệt dân khai bức tăng trường hai xuân cấp kén cầm tỉnh bé mức họ, họt khay tỉnh sơn la có mi cài pet xếp hạ pan tà, có kiến mã cánh có mắc công danh tính biết củ đẩy cài xí hoi cầu xíp ban tấn bài trường hông nào viện khai trường bé mức nọ cá tỉnh có trường hành sóng hoài xếp mã số phòng búp bồng cấp tà đình cài sàm pan hecta bòm hành mà pe phòng búp bồng lăng đi sùng chuồng hong vương hơn máy mi tăng trường đẩy cục sở hữu đắc ngon cấp trẻ lai bài trừ tỉnh sơn la còn nếu chưa đẩy san tập đoàn doanh nghiệp xóm ngân cốc sáu dệt tre bột mắt cò cà phê nằm nôm nằm ỏi cả con tăng trưởng trong mập khai phía bắc nọ vì sòng pan cho sàm cướt đẩy cài hoài nừng pet xếp bốc chiều ngân đồ mỹ quảng hàn cả con trường hải xuân cướt đẩy cài hoài nừng chết xếp chết chiều ngân đồ mỹ hấp và vị dân dân cả khai bước tăng trường hải xuân cầm tình nhăng lại dạ cha mà tăng vị khai quảng trời lạt khai trường tăng tánh trừ xiềng tiếng khao tăng trường cốc kén luồng hành chính cả chính khai nhăng lại dạ cha nàng chú dệt vỉa tàng hà thường vụ việt nam nàng mức nọ có biết bánh nàng qua ma vỉa khai trường hai xuân nàng tinh phén đến bưng lùm bưng tàng trường đẩy lại côn sủ giống lựa sư nàng bưng trời lạt nhà ứ bòm hẳn danh luông hanh khẩm san tàng trường hai xuân khẩm tỉnh Sân hà liền xưa là cà phê cánh bát núi bưng yếu câu luông bùn đối cấp tàng trường sư té mức nọ ma Sở Công Thương Sơn La mong công vụ trời lạt châu Âu, châu Mỹ, Bộ Công Thương chi sức tạm tròi dựa tỉnh Sơn La cùng viện Sáu hồ nàng quam trời lạt, chính sách khai trường bài trời lạt châu Âu, châu Mỹ, Bóng năn Tròi dựa tỉnh Sơn La cùng viện số sàm cấp bức doanh nghiệp khai trường, biết bánh, bón, Diệt xanh, cạt kiên cả khai trường ngày xuân, Tẳng tánh, cánh cáo ảng trừ siêng tiếng khao tăng trường, nặng trời lạt mức nọ Tên cơn mở sáu hạ cầm bật xàm, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, có khải ở hồi thi khắp xe tọp hôm lại côn, cánh bưng bay khắp tắt bùn quần quần đội dân mương Việt Nam bị sòng bắn xa xí, trôm hạp mỹ phủ quần ba bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chéo họt xí hoi cán bộ chiến sĩ cánh đơn vị cạt nghịa. Trôm hạp mỹ hốc đổi thì khỏng bưng cởi quan đơn vị giữa bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Mỏi tôi thì khắp bay khắp nâng, rũ quần giành sách xếp hạ bay khắp dòm hở quần đội dân mương Việt Nam, cánh bay xe máy nừng tòa hôm lại côn đẩy Tổng cục Chính trị Quân đội Dân Mương Việt Nam tánh ó. tỏ luông khẳng khang thí may, cánh luông hồ tràng, bưng đổi thì có bùa ma lại bay khắp bay xe mòn hòm, dệt khẩu mốc ma chờ mũ cán bộ chiến sĩ. Cài hồi thì có tà ó bát biến máy thông lông cuồng bưng luông in mồn khắp xe tòa hôm lại côn không bộ đổi, tròi cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh nho sùng đôi kín rũ văn hóa, hôm phân bánh biểu hún ảnh tràn ngam không quân nhân, cánh luôn hùng hà mát tà dân tộc ngườn lang quần đội hở cán bộ chiến sĩ lan trào chăn đi ai bộ đôi bố hô quần bằng xí mái đây là y lò chu sinh hoạt chính trị quảng tua bánh biu bưng bay khắp bay xe mái hôm phân nho sùng lang tì sinh hoạt hở cán bộ chiến sĩ tăng sòng vầy nhặt xanh lang tì luôn ỉn muôn khắp xe nặng chân tì đốp muộn hồi thì bàn tổ chức có nhôm sòng dài nhất hở tôi thì đại tôi nâng Nhôm sòng sòng dài sòng cánh sàm dài sàm hở bưng tôi cướp đài dài nửa nhịp pomme pinong trong bữa phăng leo chương trình quan khảo không đài phát thanh truyền hình sơn la sau đài do ơn pomme pinong pom bưng cho toàn bưng phăng trung tạc hạc Sường.